Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức giải bơi thiếu nhi 2019 sẽ là thông tin mở đầu bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức giải bơi phong trào cho thiếu nhi năm 2019. Tham dự giải bơi có 60 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố và khối trường học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên chia làm 3 nhóm tuổi thi đấu ở nội dung bơi 50m nam và nữ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm 1 cho vận động viên Lê Hoàng Quân của huyện Khoái Châu và Phạm Thiên Anh, khối trường học. Giải nhất nhóm 2 thuộc về Bùi Túy Anh, huyện Tiên Lữ và Trần Mai Chi, khối trường học. Nhất nhóm 3 thuộc về Nguyễn Đình Anh của huyện Khoái Châu và Nguyễn Thúy Chi, khối trường học. Sau giải, ban tổ chức sẽ lựa chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự giải Đường Đua Xanh năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Những năm qua, phong trào thể thao của thanh thiếu nhi phường Bạch Sam phát triển mạnh. Hiện 5 trên 5 tổ dân phố đều dành diện tích hàng trăm mét vuông đất được san lấp cát tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi đá bóng. Chính vì vậy, phong trào bóng đá của phường phát triển mạnh. Hàng năm vào dịp hè, ban chấp hành đoàn phường cũng thường xuyên tổ chức giải bóng đá thanh thiếu niên, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia, từ đó lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham gia giải bóng đá của thị xã và giành kết quả cao. Phường Bạch Sam cũng là địa phương có phong trào thể thao mạnh của thị xã Mỹ Hào. Được thành lập từ những năm 2000, ban đầu câu lạc bộ bóng bàn của thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ chỉ có một bàn bóng với trên 10 hội viên. Đến nay số bàn bóng cũng như số hội viên đã tăng lên nhiều. Các bàn bóng được đặt tại trụ sở ủy ban xã hoặc nhà văn hóa các khu phố rất thuận tiện cho mọi người đến luyện tập. Đây là địa chỉ rèn luyện sức khỏe không chỉ của những người yêu thích bóng bàn trong thị trấn mà còn của nhiều xã lân cận. Bên cạnh rèn luyện bóng bàn hàng ngày, câu lạc bộ còn tích cực tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn trong huyện, trong tỉnh để nâng cao kỹ thuật, chiến thuật. Karate là môn võ đang được đông đảo trẻ em trong xã Đông Kết, huyện Khoái Châu yêu thích và theo học. Hiện trong xã có 2 lớp võ của võ đồng Hoàng Tuấn đang hoạt động, thu hút 80 em thiếu nhi và thiếu niên tham gia tập luyện một tuần 2 buổi tại sân vận động xã. Các lớp học karate ở xã Đông Kết được mở quanh năm. Trong dịp hè, số lượng võ sinh tăng do nhu cầu về sân chơi. Theo học karate, bên cạnh được học các kỹ thuật cơ bản, các em thiếu nhi, thiếu niên còn được học các kỹ năng sống, tác phong kỷ luật, sự kiên trì, đồng thời có một sân chơi lành mạnh bổ ích để rèn luyện sức khỏe và tránh xa các tệ nạn xã hội. Không chỉ là bộ môn thu hút đông đảo người trung niên và cao tuổi ở địa phương, bóng bàn còn là bộ môn được nhiều trẻ nhỏ ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ yêu thích, đam mê tập luyện. Hàng ngày tại trung tâm chơi bóng bàn Bảo Long của xã có hàng chục trẻ nhỏ từ 6 tới 13 tuổi đến để học chơi môn thể thao này. Chỉ qua vài buổi hướng dẫn, các em đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, sức khỏe của trẻ cũng được tăng lên từng ngày. Các nhà khoa học đã chứng minh chơi bóng bàn sẽ phát triển bán cầu não trái, tư duy về vận động, nhờ đó mà trí tuệ trẻ thông minh, phản xạ nhanh nhạy. Đây cũng là một môn đối kháng trực tiếp nên tạo cho trẻ ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh trong tập luyện và thi đấu. Mỗi khi hè về, cảng sông Hồng thuộc phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên lại trở thành bãi tắm tự phát, thu hút khá đông người, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Đáng chú ý, chỉ có một vài em nhỏ được bố mẹ trang bị áo phao. Trong khi đó, nhiều em dù chưa biết bơi, nhưng chỉ được trang bị một chiếc can nhựa hay một vài mảnh xốp để tập bơi. Hơn nữa, theo người dân trong khu vực, đoạn sông này khá sâu, dòng chảy phức tạp. Đồng thời, đây là bến đỗ của khá nhiều thuyền bè, nên việc tắm sông cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với những người không biết bơi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai đã treo biển cảnh báo khu vực nước sâu, hạn chế bơi lội, nhưng số lượng người đến bơi vẫn không giảm. Hiện nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh, bộ môn cầu lông là một bộ môn còn gặp rất nhiều khó khăn như là không có địa điểm để tập luyện. Các vận động viên phải tập tại nhà thi đấu tỉnh, một số thiết bị phụ trợ còn thiếu. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó thì bộ môn này cũng đã có được một số tay vợt trẻ triển vọng như là vận động viên Trần Thị Thanh Ngọc là một điển hình. Trần Thị Thanh Ngọc sinh năm 2005 tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, trong một gia đình không có truyền thống thể thao. Năm 2014, khi các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh đến tuyển vận động viên tại trường tiểu học Quảng Châu đã nhận thấy Ngọc có tố chất và tuyển chọn em. Tuy nhiên, mới đầu gia đình đã không đồng ý cho Ngọc theo thể thao. Đầu tiên thì cũng gia đình cũng băn khoăn là bảo sợ ảnh hưởng đến tình hình học văn hóa của cháu, nhưng mà
thấy sự đam mê của cháu, cuối cùng gia đình cũng đồng ý. Thế rồi qua quá trình tập luyện thì thấy cháu cũng có vẻ là có năng khiếu, cô giáo cũng nói thế thì là thế gia đình cũng mừng. Để nhận được sự đồng ý của gia đình, Ngọc luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và việc tập luyện cầu lông. Hơn nữa, ở cô gái nhỏ bé Thanh Ngọc luôn có sự nỗ lực và tinh thần tập trung cao độ trong lúc tập luyện cũng như thi đấu. Vì em yêu thích môn cầu lông nên em luôn dành thời gian để tập luyện. Trong lúc tập luyện em luôn tập trung cao độ để làm tốt những động tác thầy cô hướng dẫn để giành được thành tích tốt nhất. Bạn Ngọc này thì hội tụ cũng một số các cái tố chất nhanh và khéo. Mấy năm gần đây là đều giành tích huy chương ở cái nhóm bạn ấy, và năm gần đây thì lại giành được cả huy chương đơn. Vì những huy chương đơn ở nhóm tuổi bạn rất khó. Không phụ sự mong mỏi của gia đình và các huấn luyện viên, trong suốt gần 5 năm tập luyện, Ngọc đã đem về 2 tấm huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong các giải đấu quốc gia. Mong rằng trong thời gian tới, với sự nghiêm túc tập luyện và niềm quyết tâm chiến thắng, Thanh Ngọc sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của môn cầu lông tỉnh nhà. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về tay vợt trẻ Trần Thị Thanh Ngọc đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.